แอริลิกเวอร์ทูซิสเซียกาดิฟรินอาซาโดเตมามิซินว้าวว้าวก็quá nhiều sản phẩm trị mụn mà khiến các bạn stress căng thẳng mà các bạn không biết là mình phải dùng từ đâu, dùng loại nào. Bác sĩ đã có sẵn một cái đường link mô tả hướng dẫn review tất cả các loại thuốc trị mụn hiện nay. Nhưng tuy nhiên là vẫn còn thiếu sót thì bác sĩ cũng xin chân thành gửi xin lỗi các bạn vì đã thiếu sót. Và hôm nay bác sĩ sẽ tiếp tục review cho bạn những sản phẩm trị mụn mà nó rất ok nhưng thực tế thì cách dùng nó quá khó. Ok, cùng tìm hiểu. Đầu tiên đó là Aerolic. Có rất nhiều bạn đang inbox hỏi bác sĩ là Aerolic là cái gì và em cần điều trị mụn dùng nó hay không, thì bác sĩ trả lời luôn này. Đầu tiên thì Aerolic các bạn nhớ này, cái nguyên tắc của trị mụn nó vẫn có 4 nguyên tắc. Số 1 đó là giảm tiết dầu, số 2 giảm bít tắc, thứ 3 là xử lý PNS và số 4 là giảm viêm. Nếu xử lý được 4 cái nguyên tắc này thì mụn nó sẽ ok, nó sẽ bay luôn. Và mình duy trì phác đồ chăm sóc da, duy trì thì nó sẽ không bị tái lại nữa. Vậy thì cái Aerolic nó là cái gì các bạn hiểu này. Đó, thì Aerolic nó cũng thuộc cái nhóm giống như cái thuốc trị mụn ngày hôm trước bác sĩ Hiếu đã chia sẻ. Nó cũng tương tự như là Votusit này, hay là Isochen, hay là Difrin, hay là Epido. Bởi vì cái Aerolic thành phần số 1 đó là tretinoin 0,25%. Tretinoin nó là một cái dẫn xuất của vitamin A gốc axit và thuộc thế hệ 1. Khác với Difrin thì Difrin là Adaplin 0,1% thế hệ 3. Tức là hai cái ông này nó cùng một thành phần, là cùng thuộc nhóm vitamin A, nhóm axit, một cái ông thế hệ 1 và một cái thế hệ 3. Vậy tại sao người ta không sản xuất có một loại thôi, người ta phải sản xuất rất nhiều thế hệ? Thì không phải ông này tốt hơn, ông kia không tốt hơn, mà nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Thì phần cuối video các bác sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn. Và các bạn đừng quên hãy cố gắng xem đến video clip này, vì có bác sĩ Hiếu sẽ chia sẻ rất là chuyên sâu về cái thuốc trị mụn này. Các bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình. Thành phần số 2 ở trong cái Aerolic nó là Erythromycin. Thì cái tên của thuốc là Eri, nó là viết tắt từ đầu tiên của Erythromycin, thành nồng độ là 4%. Thì cái Erythromycin nó là nhóm kháng sinh thuộc nhóm Macrolide, nó thuộc cùng với cả nhóm một trong cái loại thuốc cùng nhóm là Azithromycin. Bạn có thể xem link mô tả bên trên để biết Azithromycin là cái gì. Và khi các bạn dùng một cái hỗn hợp công thức hai thành phần này thì nó vừa có vitamin acid giải quyết cái vấn đề về sừng hóa, giải quyết vấn đề về mụn ẩn, nó cũng giải quyết luôn cái việc bình thường cái sừng hóa của da, từ đó nó sẽ trị mụn. Và thành phần số 2 đó là cái kháng sinh là Erythromycin, nó sẽ xử lý các vấn đề viêm nhiễm. Vậy tại sao người ta lại sản xuất rất nhiều brand name thế? Lý do bởi vì khi mà có nhiều brand name thì cũng giống như là vitamin A có acid ấy, nó sẽ có thế 1, thế 2, thế 3, thế 4. Thì khi mình có nhiều thế hệ thì khi mình nhờn thuốc, thì là mình bị gọi là kháng trị với nhóm này thì mình có nhóm khác và cùng cơ chế nhưng mà khác về cái công thức cấu tạo và khác về cái khả năng thâm nhập vào da. Chính vì thế thì phải có nhiều loại thì các bạn mới có nhiều cái khả năng lựa chọn được. Bạn nghĩ xem, nếu như có một loại thuốc mà chữa cho mọi loại da thì có phải là cái việc kháng thuốc nó dễ dàng hơn không, khi mà da các bạn mỗi người đều có khả năng kháng lại và có những cái kháng thể và có những cái sự đột biến. Nếu chỉ có một loại thôi thì kháng thuốc cực kỳ nhanh đó, mình cần phải có nhiều loại phối hợp thì nó mới hiệu quả được. Và cái điểm khác biệt của Aerolic so với những cái nhóm khác đó là đối với các loại thuốc dạng cream như là Differin, Epido, Azaduo thì cái base, là cái dung môi pha chế của nó là từ nước, có nghĩa là nó sẽ dịu nhẹ hơn và nó đỡ làm cho da bị khô hơn. Còn cái Aerolic thì bạn có thể xem cái thành phần ở bên ở sau ấy, thì nó sẽ có nồng độ là cồn ethanol 96%, có nghĩa là thành phần của nó có chứa cái bay để pha chế đó là cồn. Vậy thì khi mà có cồn ấy thì cái cồn này nó sẽ làm xe cái nhân mụn nhanh hơn, có nghĩa là những cái mụn đang viêm, đang sưng đỏ thì bạn bôi nó sẽ xe cực kỳ nhanh. Do đó thì cái Aerolic nó sẽ dùng khác với những nhóm còn lại, là người ta chỉ ưu tiên bôi vào cái điểm mụn viêm thôi. Và nhiều bạn mắc một cái sai lầm đó là các bạn bôi phun mặt và ngày hôm sau thì khi mà bôi phun mặt có một cái cồn nó cao như thế thì nó sẽ làm da bạn kích ứng cực kỳ kinh khủng, và khi da kích ứng như thế thì da nó càng yếu hơn, mụn nó càng bùng phát hơn. Vậy thì khi dùng Aerolic các bạn nhớ cách sử dụng, nó là phải bôi ở điểm mụn viêm chứ không phải bôi phun mặt. Và nếu như bôi cái Aerolic này thì bạn nên phối hợp thêm một cái nhóm nữa, đó là BPO. Thì khi có BPO là cái benzoyl peroxide, nếu các bạn không biết BPO là gì có thể xem link mô tả bên trên. Vậy thì khi mà mình phối hợp thêm cả BPO nữa thì nó có thêm một cơ chế nữa, đó là vừa cả kháng sinh này, vừa cả một nhóm BPO là benzoyl peroxide, vừa cả vitamin acid. Khi mình có cả ba cái vũ khí này thì mình đánh vi khuẩn nó nhanh được. Tuy nhiên thì cách sử dụng khi mà phối hợp ba cái nhóm này thì nó lại rất là khó, bởi vì cái tỷ lệ kích ứng này, tai biến đỏ, châm chích, dị ứng nó rất là nhiều. Chứ thế thì bác sĩ cũng không khuyến cáo các bạn tự dùng ở nhà, bởi vì khi có vấn đề này thì mình phục hồi da rất là mất công. Thì các bạn đừng quên có thể inbox đường link mô tả bên dưới thì sẽ có cái link để các bạn có thể trực tiếp nói chuyện và nhắn tin bác sĩ Hiếu. Thì bác sĩ Hiếu sẽ dành thời gian của mình để trả lời cho các bạn
Và các bạn có thể thấy là trên kênh của bác sĩ Hiếu thì hầu hết mọi comment bác sĩ Hiếu đều nhắn tin, bởi vì bác sĩ Hiếu rất trân trọng và trân quý những cái comment đó của các bạn, vì chính câu comment này nó mới giúp cho kênh của bác sĩ Hiếu phát triển. Các bạn đừng ngại để inbox bác sĩ Hiếu nha. Loại súp số 2 ngày hôm nay đó là Vertusit. Thì cũng có nhiều bạn đang hỏi là Vertusit thì nó dùng có ok không, thì so với những loại khác như thế nào. Thì nó rất đơn giản như này, Vertusit có hai thành phần. Thành phần số 1 đó là adapalene 0.1%, thành phần số 2 đó là clindamycin 1%. So với cái Clenic C thì hai thuốc này có sự tương đồng nhau, tức là nó đều bào chế dạng gel, đều có thành phần chung là adapalene và clindamycin. Tức là hai loại này có thể dùng thay thế, nếu mà bạn không mua được cái Vertusit thì có thể dùng sang Clenic C đều ok, vì bản chất hai này nó như nhau mà, nên các bạn chẳng có gì phải lăn tăn cả, vì khả năng điều trị nó cũng như nhau. Số 2 đó là Azaduo và Epiduo. Thì hai thuốc này thành phần cũng lại giống hệt nhau, đó là benzoyl peroxide 2.5% và adapalene 0.1%. Vì hai phần này nó giống nhau, chính vì thế các bạn có thể dùng một trong hai loại đều ok. Và sản phẩm cuối cùng đó là azathioprine và tetracycline. Thì hai loại thuốc này thành phần nó cũng lại giống nhau, đó là cùng là clindamycin 4%. Chính vì thế khi các bạn hãy hiểu là trên thị trường thì có rất nhiều các brand name cho mỗi sản phẩm khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cái nồng độ, cái hoạt chất ở bên trong đó nó có giống hay không, nó có phải là loại mình đang cần tìm hay không. Và những cái loại sản phẩm bác sĩ vừa review đó là sản phẩm vô cùng phổ biến mà các bạn có thể dễ dàng mua bên ngoài. Tuy nhiên thì cái việc thuốc giả nó có ở khắp mọi nơi, thì các bạn hãy tìm cho mình cái nhà thuốc nó uy tín để có thể tự điều trị cho mình được. Còn phác đồ các bạn đừng ngại nhé, cứ inbox bác sĩ Hiếu sẽ hỗ trợ các bạn. Đến đây là phần cuối video rồi, trên đây là những cái video cuối cùng các bạn bác sĩ Hiếu review cho các bạn về các loại thuốc kê toa dùng trong trị mụn. Và trong các video tiếp theo thì sẽ là những cái loại nhóm mà không phải là thuốc kê toa để các bạn có thể dễ dàng sử dụng hơn và ít cái tai biến hơn. Thì các bạn đừng quên đó là subscribe kênh bác sĩ Hiếu để nhận các video sớm nhất. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.